Như Việt Nam rồi. Ok. Lý luận của ba que. Còn việc ăn như thế nào thì tùy theo sự hợp tác và phạm tội ra sao. Là sao? Đã khởi tố phải ra tòa. Đúng rồi. Ta à. Nói cho mọi người nghe này này. Những cái thằng như thằng William á, nếu mà bị tù hay là bị cái gì á, ở bên Việt Nam á, những cái chuyện như vậy á, thằng này á, nhập vào cái nước nào cũng gặp trục trặc. Thằng đấy là đời nó tàn rồi. Mọi người biết không? Bây giờ ví dụ những cái nước nào á, trước khi vào vào cửa khẩu, người ta phải điều tra cái lý lịch thằng này. Thằng này đi sang đấy làm những cái chuyện như thế. Rồi nó nhập vào những cái nước khác ấy, ví dụ nó đi sang đâu sang đâu sang đâu là bị chết rồi. Bố nó cũng không đi được vào Úc. Ví dụ nó muốn sang Úc chơi nhá. Chẳng hạn như là người người ở Mỹ đó, mà sang Úc chơi á, mà có tiền án tiền sự rồi, đi tù hay là gặp một cái gì đó ở Mỹ, mà sau trước 6 tháng hay bao nhiêu lâu ấy, có cái thời hạn thì mới được vào Úc. Và nếu như nói dối, điền vào cái tờ đơn là không có phạm tội gì, chưa bao giờ bị đi tù, thì á, nếu mà nó sẽ tìm hiểu ra ngay, nó sẽ biết cái người đấy như nào ngay, thì nó sẽ đuổi tống cổ về, cho dù đến Úc rồi nó cũng tống cổ về Úc này. À, về Mỹ này, nó không cho vào đâu. Cứ phạm pháp ở cái đất nước của mình hoặc là bất cứ một cái chuyện gì, nó cũng không cho nhập cảnh đâu. Cho nên đời cái thằng đấy tàn rồi. Ba mươi mấy tuổi, chứ đâu có phải 13 tuổi đâu. Mà nghe đâu này bảo học cái trường nào học luật. Học luật thì mình phải hiểu chứ, mình phải hiểu biết chứ. Đi sang một cái nước khác để mà làm những cái chuyện như thế, phạm pháp và phạm luật vào cái nước đấy là chết rồi. Thằng Lý Tống ngày xưa bị đi tù gì, bây giờ chính mồm nó nói ấy, nó bảo nó ân hận vì nó đã làm như thế mới để Đàm Vĩnh Hưng. Bây giờ nó muốn xin nhà của chính phủ cũng không được. Đó. Rồi không biết như thế nào nữa. Nếu mà nếu mà thằng đấy mà chưa có quốc tịch thì nó chết cha nó. Nó bị tống, nó bị trục xuất á. Còn cái thằng William này á, thì sẽ rất là khó khăn xuất cảnh, rồi đi xin việc làm, rồi đủ các thứ. Tại vì khi mà mình đã phạm pháp ở cái đất nước nào á, nó sẽ không cho mình vào nữa. Những cái nước khác nó cũng phải sợ chứ. Nó bảo không biết mày vào nước tao làm gì, mày làm cái tội phạm như thế, mày sang này mày lại quậy ở nước tao hay sao. Cho nên là thôi, tốt nhất là đuổi mày ra, không cho mày vào. Đã khởi tố thì phải ra tòa. Đúng rồi, thằng đấy mà ra tòa mà. Cho nên á, nó khôn nó mới lên trên tivi, nó mới nhận tội. Nó bảo nó nghĩ như thế là sai, là không đúng, rồi cản trở mà cho những người đi ra sân bay đó. Thì ngày hôm đó cái sân bay á, nó bị lỗ, à nó bị bồi thường cho khách này kia các thứ hàng bao nhiêu tiền đấy, thằng đấy lại phải phọt ra nữa, đúng không? Cho nên là cái bọn chống cộng ở bên này á, nó càng ngày dân trí của nó càng cao. Nó chống cộng mà đến mức độ toàn cho người ta vào tù càng ngày càng nhiều. Dân trí của nó nhiều, càng ngày càng lên, càng cao lên rồi. Đúng không? Ngày xưa thì đấu tranh thì không ai đi tù, nhưng mà bây giờ càng ngày càng nhiều người đi tù vì chúng nó. Đó. Cho nên là những cái người ở Việt Nam á, hãy tỉnh đi. Và những cái người ở bên này cũng vậy, nhất là những người hải ngoại đấy. Cái thằng William này có 33 tuổi thôi, thì nó bằng tầm con của Lý Xà thôi. Vậy thì tất cả những người đang sống ở hải ngoại đấy, có muốn con mình như thế không? Đó. Hãy nhìn vào cái gương đó mà suy nghĩ đi. Mình có muốn cho con cái mình làm những chuyện đấy ở Việt Nam không? Các người chống cộng, các người muốn cho Việt Nam được tự do đấy, các người hãy thả con của các người về như thế đi. Ok, cái gương trước mắt đấy, nhìn cho rõ đi, suy nghĩ đi.
Ok. Còn nếu mà mỗi người mà cứ thả vài đứa con về như thế là thế nào cộng sản cũng đổ. Thả về đi. Đã khởi tố phải ra tòa. Gọi. Ok, vậy các bạn không có gì thắc thắc mắc nữa thì lấy ra thằng ngu kia có mỗi cái áo hoa mà mỗi lần lên tivi lúc nào cũng mặc. Nó nghèo vì nó không biết tiếng Anh đó chị. Ồ vậy à? Lê Sa không biết, nhưng mà nếu mà một người mà biết tiếng Anh giỏi ở ở bên này đó, không nghèo đâu. Lê Sa nói thật. Những cái thằng lãnh đạo cộng đồng ấy, chúng nó biết tiếng Anh. Chúng nó vào trong cộng đồng nó làm thì chúng nó biết luồn lách cái luật. Cái luật ở bên này cũng giống như Việt Nam thôi. Ví dụ như là những cái người người ta biết luồn lách luật ấy, thì bao giờ người ta cũng cũng có đầu óc thì người ta sẽ giàu có hơn. Cái bọn lãnh đạo ở đây cũng vậy thôi. Nó xách cái cà tóc nó đi từ sáng tới tối, nó đâu làm mẹ công việc mẹ gì đâu. Nó ăn lương của chính phủ nữa. Đúng không? Chứ ở đâu nó lấy tiền đâu ra, nó để nó ngồi đấy nó lấy cái tiền đâu ra nuôi vợ nuôi con nó. Phải suy nghĩ như vậy. Rồi nó bu vào nó chống cộng này kia các thứ, nó lại có cái tiền này tiền kia của những cái bọn nó bày vẽ ra đại nhạc hội rồi ăn uống rồi nhảy nhót rồi quyên góp rồi đủ các thứ. Đấy là cái cách làm ăn của chúng nó kinh doanh chính trị. Hiểu không? Cái đó là chúng nó kinh doanh chính trị. À, những cái thằng ngu á, làm cho những cái thằng khôn, làm giàu cho những thằng khôn. Đó là cách của chúng nó ở bên này. Nó đơn giản vậy thôi. Nên ở đời nó vậy. Thằng nào ngu thằng ấy chết. Đấy. Còn nếu thằng William ấy muốn làm anh hùng đấy, rồi khổ cả một đời. Đúng không? Nó đâu có phải đơn giản chỉ là ô anh hùng mấy mấy cái ông bà già cầm cầm cờ chống cộng suốt ngày hô lên hô xuống á, anh hùng mấy mấy cái thằng đấy thôi đúng không, nhưng rồi á cuộc đời tương lai nó sẽ đi về đâu hả? Mỹ nó đâu có bảo cái thằng đấy đi sang Việt Nam để làm những cái chuyện như thế đâu, nước nào cũng có cái luật pháp của người ta. Đó, những cái người sống ở hải ngoại á, nếu mà cảm thấy rằng mình muốn làm anh hùng ấy, kêu con mình về đó làm đi, lật đổ chính chính quyền ngay, lật được ngay, đưa đưa hết con cái về. Ngu thì nó ngu vừa vừa thôi. Ok, chào các bạn nhé, nói đến đây thôi. Khản hết cổ rồi, nói nhiều quá. Bye bye.